Xong chuồn rương, thơn chân thơ ấy. Sẽ lãnh tha sẽ lãnh tư, phị tí đập rằm. Vẽ tì mùi. Tập tài nà lô bà thi nê thập ở đây. Trái á chè mơ thai kê đà thân ạ chèm chúi lược tập tài kê đáng mơ gó. Đã nơ lừa tộc thơ ca rà bò lô bà thi nê thập ở đây. Ở rò dục. Đàm bây ở riêng cây rà bò nẹ cầm ló cư cọ kê đà. Bê đã kéo tài tờ lừa tóc niên cổ đà tờ biết. Đã bằng quý lưu phần đời rừng muôn đảm bày bảo bồn ái kê bần tử tiết. Một nâng tư ẩn quý chạm kê nơi khăn nộp bần tục xâm rạc đài nơi chuộp nơi bần tục phù ca. Đảm bày chạm chỗ đê chư mùi khí nụ ảnh. Thằng ngày ní hát khăn nhóm kê chê nẹ chong. Lộc mà lịch kê bằng riêng khăn nhóm. Phật ở bàn mẹn đá tê. Phật bàn khăn nhóm phụ rùi hai. Trẻ á xâm lọ xâm lắng xoa mây, nhìn lược đầy áo cô rà bò nẹ cầm lọ nâng thơ một rùi rồng chám ở kế áo mực tháp. Đại xa rõ cơ tháp trên chùa muôn nâng ngược múc trên chài. Cô ta nơi tin đi một chân nắm. Mùi chân nắm rứ? Trẻ á có bàn bạc phânêch lang thông thông phê bàn lứa. Hãy tu chỉ niếng chỉ diêm xâm rộp luôn tay ca xin à ác rai nơi tin đi khăn ông xa phiếp đại trời phra phânêch. Mùi này bần tục thừa ca châm nụ bần tục đấy vì mần mẹn chỉ rương sập bách nụ tì. Tại sao đấy, bảo hai chí thừa mần bán. Khán sáy trời thật lọc từ bệnh hai. Khán sáy bán từ bệnh hai rứ? Bát. Sao bài chặt nà rứ? Bà gọt hai khi nhầm nập bệnh sẵn sẽ lập tới hai. Niêng đá tờ rợt sở rõ chờ bì gửi muốn nụ lù tới áo nẹ cầm lọ. Sở sợi sát cây tờ lửa sma đà răng muôn, muôn nâng nghị mật thật phô rà bỏ kê lãng sợt sợt. Sợ bài chết bằng phân. Sman tha cho chất tí nhìn ta. Cho chất tay tí nít mần mên chiếp tía rà bỏ dựng nâng nè. Nẹ cầm lọ bằng đòi ở niên bọ bóng ai trong nay khuôn anh cơ chắp ở rõm. Càng nghe nở lửa tộc. Lợt tập phô này cả chui sẵn cửa thơ ai bề ní cứ ai chặt cá cứ. Bờ đại khá đần đọc tía rà bò bà chì chôn bàn tiếng ớ. Đại ca bệnh chôn phá nẹ nghi áo tớ bó xâm át. Đại xa ai ní ai áo cổ rộp khní trò lọp tớ tía. Rà bò khluôn vinh bàn hòi. Bộ ruộng nâng ác ác thiết đại trò lọp mật thua mà đà vinh. Hòi cổ khmiên phí chú ở rưu cổ hạt ca vệp sinh cạt lạc mần thaym bành há. Đại miên sạp tớ hài nụ. Lộc bà thiên nê thập ở đây thua ấy hàm chào thạ thua ca nà. Cứ thử ca năng ná, tại chỉ rùi hai, cơ rôn tại truột bình nật bần tích bần tuổi tay bần nọc tê. Bình nật áo chạp chạp lang mạng. Miền ấy rứ, trẻ á. Bố lô bà thiên nha thập ở đây, nôm khá nhóm tờ lọp tập tia vinh, tập khá nhóm chồng dơ chất lô bà thiên nha thập ở đây. Dơ chất bạp ná. Lô bà thiên nha thập ở đây, cho chất áo khá nhóm rộng lộp mần mẹn rứ. Lô bà thiên nha thập ở đây, thử ca rùi. Niên năng bàn rộng lộp kế bàn. Hai nâng ấy, niên bàn kết nơi khăn ông chật. Trái á chè dược chất đó nẹ cầm lọ, niên cư chìa mà nụ sợi để bác chồng hồ bị đầm rơ ca rà bọc luôn ánh. Về đài niên sợt xa nâng kê niên có bằng hai ai kê bàn đấng, cổ rục giang đào ích mất bật bằng. Khăn nhóm cư chì nẹ trơ rộng lứ. Mình hai, bố khăn nhóm răng mòm chiêng. Tại hạt ấy khăn nhóm họt nơi tay mình ánh. Hơi bảo chút nì ngoạch có bàn chỉ hiện nì dạy rừng bạp nì đòi tật mô có thoa mà đà. Trẻ á rà ủ rà tôm bì nẹ cầm lọ mặt bàn cất thạ môn nì niên cư chi nẹ nì dạy bao chùm hộ rừng nì lửa kè. Lô bà thi nì thập ở đây á cư bằng áp á khá nhầm tiết hay. Hơi. Mặt bàn bằng áp tế cơ rôn tà xu. Lô bà thi nì thập ở đây miên chất tà ná xu ở khá nhầm yên. Nàng hai cư chỉ ca bằng áp nốt. Trẻ á ngược chanh tờ chợ nơi cơ rơi cả ấy sơ rõ có ngược tờ tàm phê rời dì hai sơ rõ chạp đáy. Ở rõ bò niêng tiền đài châu tờ khăn mạnh tục đầy. Nghĩa cụ ta đã xa bị xâm đầy rõ bọc luôn. Khăn ông bê đẹp rạp tha rộng lục nhóm. Cứ cụ ta chạp chặt cả nụ ấy. Niêng cơ mông có bàn xâm lọ xâm lắng kê. Tại bộ bộ muôn mình xin áp mình nhầm cư. Bộ bênh tờ đài ca ấm yên tù chỉ kê châu chất phơ chỉ thầm. Thơ khuôn cứ chi mà nụ sở điện nâng đồm thơ mô. Cô bàn, tài niếng cô đang thả riêng ca hiệp rà bò niếng miễn ớt thị bố. Nơi khăn ông ca ả rộng nhuôi phá lương bà thân á nơi khăn ông riêng ca hiệp rà bò kê áo chạp chế. Mân khâu bì niếng đai mứ kê bê na cô miễn ả rộng thật sẵn hà. Sva mây rà bò khuôn ánh đòi thân ạ bị bạc nâng cực rộng chi ở rời rời.
ອໍຄຸນສໍາລັບການແລະບ້ອງຖືການໂດຍຄືນີ້ນະລູກຊວາຍກ້ອງ ສະຫຼະບານລູກໃດຕຈັບໃດຂອງຊວາຍກ້ອງແນ່ພົມຕະຫຼອບຕຶບແຕ່ອຽງຮຽງຄູນອໍຕຶຫາຍແຕ່ນາໄດ້ມີການຂ້ອຍຄາດຖືບານຈູຈຸລກໍມີພະແນກງີ້ຊ່ວຍຈັດການឲ្យຮູ້ຮອດປັນຕາຍໄປດອດໄດ້ດອດថ្ងៃໄດ້ລູກປະທິນີທະປະໄດໃນພະຣະຍາຮວມຕຽງຄະນະປະຕິພູຖືຝືດຳເນີນຕະຫຼອບຕຶໄວ້ນູປະຊາຊົນກໍມາປະຊຸມຄະນີ້ດໍາໃບຈູດໍານາ ກົມລົງຂອງລູກຈວາຍກ້ອງອາດແຕ່ຕຶງຖືການຈຸມຫນຶ່ງນະຕຕູຄໍຕຶກພະໄນນຸບານຂ້ອຍອານຫມັດຮູ້ຮໍອາຍອາດດຳເນີນການບານພ្លຽມໆອໍຄຸນຈໍລູກປະທິນີທະປະໃດເປມີນອອກາດບານຖືການຈຸມຫນຶ່ງລູກປະທິນີທະປະໃດຈວາຍກ້ອງກໍຊ្លຽດອອກາດດັກສໍານາກົມລົງຈຶ່ງຍຶກຍວບໄດ້ລູກຈວາຍກ້ອງຄືດັກສໍານາຕາມປະປົນລັດຖະບານປັນຕາຍມັນຖືການອະນຸມັດປູຄືຊີກົມລົງປີຈວາຍກ້ອງໂຕຍຕາຍມະນະ ការធ្វើការប្រគិស្មានិងលោកប្រធានាធិបតីនៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីតែបែរជាកាន់តែបន្ថែមការគោរពដែលលោកជួយក្រុងមានចំពោះសរោះច្រើនហួសនឹងវាសនាបានថាវាច្រើនប៉ុណ្ណាស្រោះមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំដែលធ្វើការដោយមាត់ប៉ុន្តែគឺជាអ្នកដឹកនាំដែលធ្វើការដោយដៃរបស់ខ្លួននិងបញ្ជាការតាមប្រព័ន្ធ គ្រៀបចំលំដាប់សំខាន់ឲ្យបញ្ហាគឺគ្រប់យ៉ាងបានទទួលការដោះស្រាយចំចំណុចនិងឆាប់រហ័សពេលដែលជួយក្រុងតូចតាចដាក់សំណើគម្រោងជំនួសការបោះវាចេញគួរតែធ្វើឲ្យតាមប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលដោយដៃជួយក្រុងធ្វើជាញឹកញាប់មកហើយតែមិនបានទទួលការតបស្នងអ្នកកំឡោះបែរជាទទួលស្ដាប់សួរនាំនិងពិចារណាឲ្យបានហ្មត់ចត់និងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតសូមមកធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាព លោកប្រធានាធិបតីក៏បានមកក្បាលបន្តិចដាក់លោកជួយក្រុងត្រេកអរក៏ធ្វើតាមហើយងាកទៅមើលប្រជាជនដែលមកជួនដំណើរនាងមានអារម្មណ៍ថាកាន់តែកក់ក្ដៅបើមិនដោយសារតែនាងគឺជាភរិយារបស់សរោះប្រហែលជាគ្មានឱកាសបានទទួលបរិយាកាសបែបនេះនាងមិនបានក្រអឺក្រទើសដល់ថ្នាក់ចូលមិនដល់ក៏ពិតមែនតែនាងក៏មិនមែនជាមនុស្សដែលចូលចិត្តបង្កើតមិត្តភាពបែបខ្ជិះខ្ជិល នាងសឹងតែបិទខ្លួនឯងនឹងធ្វើខ្លួនឲ្យពិបាកចូលទៅដល់សំបីតែអ្នកនៅក្នុងសង្គមដូចគ្នាក៏នាងជ្រើសរើសនៃការសែបគប់ដែរប៉ុន្តែត្រីអាដដដែលបែរជាលើកដៃក្រវីដៃលាប្រជាជនដែលមកជួនដំណើរនឹងពេលដែលឃើញនាងក្រវីដៃដាក់ពួកគេក៏ធ្វើតាមព្រមទាំងញញឹមដាក់នាងក៏ញញឹមកាន់តែស្រស់នាងមិនបានប្រែប្រួលដល់ថ្នាក់បោះបង់សមាសធិបិទរបស់ខ្លួនឯងនោះទេប៉ុន្តែត្រីអាចេះកែប្រែ យ៉ាងហើយណាពេលនេះបើឲ្យនាងអង្គុយនៅលើដីដើម្បីទទួលទានអាហារនាងក៏អាចធ្វើវាបានដោយមិនមែនអែនអូនចង់ទៅណាយ៉ាងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគឺត្រូវតែដាក់ទៅឡើងឡានយើងមិនជិះឡានពេលត្រឡប់ទៅវិញទេណាត្រីអាសរោះបានប្រាប់ដៃទៅអោបជុំកេះរបស់ភរិយាត្រីអាក៏មានញាក់នឹងសម្ដីរបស់អ្នកកំឡោះ តែក៏ទទួលបានចម្លើយនៅពេលបន្ទាប់ពេលមានអធម្មភេកចៈហោះហើរមកចុះចុះបីគ្រឿងអធម្មភេកចៈបានអញ្ជើញណាត្រីអាអ្នកកំឡោះក្រវីដៃលាប្រជាជនហើយក៏បានអោបចុងកេះភរិយាដៃនៅតែធ្វើមុខមួមឡើងអធម្មភេកចៈរហូតដល់នាងនិងស្វាមីឡើងមកអង្គុយគឺបៀតគ្នានាងក៏បានចងចិញ្ចាមមិនឈប់ឡើយ លោកប្រធានាធិបតីក្នុងពេលដែលអធម្មភេកចៈអាចមកដល់ទីនេះបានចុះមិនក៏យើងមិនធ្វើដំណើរមកតាមនេះយើងត្រូវខាត់ពេលធ្វើដំណើរដល់ឡានហ្នឹងផ្លូវថ្នល់លំបាកបែបនោះធ្វើអីកុំអះនិយាយណាត្រីអះអ្នកកំឡោះប្រាប់ដោយសំឡេងក្រឡឺគេធ្វើដូចជាត្រីអះកំពុងតែរំខានសមាធិរបស់គេមុននឹងងាកទៅក្រវីដៃដាក់ប្រជាជននាងក្រមុំងាកទៅមើល មាលិកនឹងខៃលីសប៉ុន្តែពីអ្នកនោះគ្រាន់តែអោនគំនាប់មុននឹងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍តួនាទីរបស់ខ្លួនតួនាទីដែលអង្គុយយាមកាមបុគ្គលសំខាន់តែនេះវាគឺនៅលើអាកាសខាតពេលនិយាយជាមួយនាងមួយនាទីប្រហែលជាមិនអីទេទេដឹងលោកប្រធានាធិបតីឈ្គួនសុភាពដាក់លោកប្រធានាធិបតីផង សរោះបានដាស់តឿននឹងភរិយាទោះជាគេមិនបានលឺថានាងនិយាយអីព្រោះធ្វើមាត់អេកអូចតែម្នាក់ឯងតែនាងប្រហែលជាមិនបានសរសើរគេដោយមុខឡើងក្រមើកបែបនោះនោះទេរឿងធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីស្រឡាញ់ថាស្រឡាញ់ទៅភិទី 15 វគ្គទី1សន្មតថាស្លេះត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងសិនអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំតាប់ដាស្ដាប់នៅភិទី 16 ដែលជាភិបន្តសូមអរគុណសូមជម្រាបបាយសំណាល់អូនអ្នកទាំងអស់គ្នា